ranh giới phân biệt khủng long với chim và bò sát mờ nhạt hơn những gì chúng ta nghĩ. Khi nhìn vào những loài khủng long ăn thịt to lớn đáng sợ như T-Rex, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra sự giống nhau giữa chúng với cá sấu và các loài thằn lằn lớn khác. Nhưng không phải tất cả các loài khủng long đều như vậy. Một số loài có kích thước nhỏ và có lông vũ, trông giống như loài chim ngày nay hơn. Hầu hết các nhà khoa học hiện nay đều đồng ý rằng chim là hậu duệ của khủng long. Có một số nghiên cứu còn kết luận rằng chim là loài khủng long và chúng thường được gọi là khủng long chim để phân biệt với khủng long không biết bay. Tuy nhiên, khủng long thường được phân loại là bò sát. Vậy, chúng thực sự thuộc về đâu? Khủng long là chim hay là bò sát? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá nghiên cứu trả lời cho các câu hỏi, định nghĩa về khủng long, chim và bò sát, cũng như những đặc điểm độc đáo của chúng theo cả góc độ tiến hóa và sinh học. Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu được cách các nhóm động vật này đã thay đổi trong suốt quá trình tiến hóa của chúng và những đặc điểm riêng biệt giúp phân biệt chúng. Vẫn như thường lệ thì đây là những thông tin mình trích dẫn từ nhiều nguồn và biên tập video dưới góc nhìn của một người cùng tìm hiểu về sinh vật thời tiền sử giống các bạn. Không phải chia sẻ kiến thức, nên các bạn hãy bình luận chia sẻ ý kiến phần mình ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính ngay bây giờ thôi nào. Khủng long là một nhóm động vật thống trị trái đất trong đại chúng sinh từ 245 đến 66 triệu năm trước. Khủng long được phân loại là một nhóm bò sát bao gồm thằn lằn, cá sấu và rắn. Tuy nhiên, chúng khác với các thành viên khác trong nhóm này ở tư thế thẳng đứng và có các chi nằm dưới cơ thể thay vì nằm bên cạnh như thằn lằn và cá sấu. Khủng long tuyệt chủng vào cuối kỳ phân trắng khoảng 66 triệu năm trước. Tuy nhiên, chúng đã tiến hóa thành nhiều dạng cơ thể, hình dạng và kích thước khác nhau trước khi tuyệt chủng. Thuật ngữ Dinosauria được nhà khoa học người Anh William Buckland đặt vào năm 1824 để phân loại các loài bò sát đã tuyệt chủng được phát hiện ở nhiều nơi khác nhau tại Anh và nhiều nơi khác trên thế giới vào thời điểm đó. Thuật ngữ này có nghĩa là thằn lằn khủng khiếp, ám chỉ kích thước khổng lồ, vẻ ngoài đáng sợ và sự giống nhau của chúng với thằn lằn. Các nhà khoa học phải mất nhiều năm nghiên cứu mới phát hiện ra rằng khủng long thực chất không phải là thằn lằn mà chỉ là họ hàng gần của chúng, là giống động vật chiếm ưu thế nhất trong suốt đại chúng sinh. Hiểu biết của chúng ta về giai đoạn lịch sử trái đất đó gắn liền chặt chẽ với việc phát hiện và nghiên cứu khủng long. Nhóm bò sát độc đáo này chiếm hầu hết mọi ngóc sinh thái trên hành tinh, nghĩa là việc phát hiện ra bất kỳ hóa thạch loài khủng long mới nào cũng sẽ hé lộ một số thông tin về hệ sinh thái và lịch sử kéo dài hàng triệu năm. Khi chúng ta hiểu sâu hơn về lịch sử trái đất, nghiên cứu về khủng long vẫn là kênh quan trọng để hiểu sâu hơn về khái niệm tiến hóa, thích nghi và tuyệt chủng, đặc biệt là khi chúng còn sống. Tên gọi bò sát dùng để chỉ một nhóm các loài động vật có xương sống, có chung những đặc điểm như da có vảy, động vật biến nhiệt và có xu hướng đẻ trứng. Lớp bò sát là lớp động vật có xương sống lớn thứ hai sau lớp cá, và bao gồm bất kỳ loài động vật nào thể hiện tất cả các đặc điểm này. Các thành viên hiện đại của nhóm này bao gồm rùa, rắn, thằn lằn và cá sấu. Mặc dù khủng long không đáp ứng đầy đủ tất cả các yếu tố bên trên, nhưng chúng thể hiện hầu hết các đặc điểm đặc trưng của lớp bò sát. Mặc dù một số loài khủng long có lông vũ phủ trên một số bộ phận cơ thể, nhưng vẫn có một số hóa thạch khủng long cho thấy sự xuất hiện của vảy. Khủng long cũng đẻ trứng có vỏ, giúp bảo vệ phôi thai đang phát triển khỏi bị khô và cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho phôi thai đang phát triển. Điều này được chứng minh bằng việc phát hiện ra nhiều quả trứng khủng long, một số trong số đó vẫn còn phôi thai bên trong. Tất nhiên, đây cũng là đặc điểm chung của chúng với các loài chim. Điều này càng làm cuộc tranh luận về danh tính thực sự của chúng trở nên sôi nổi. Câu hỏi về việc khủng long là loài máu nóng hay máu lạnh cũng gây nhiều tranh cãi và vẫn đang được tranh luận trong giới khoa học. Trước đây, khủng long được coi là loài bò sát máu lạnh, vì vậy nên chúng chậm chạp và lờ đờ so với kích thước to lớn. Nhưng nhiều loài khủng long ăn thịt lớn như Tyrannosaurus, các loài Romeosaur hay Allosaur rất năng động. Một số nhà khoa học cho rằng, việc những loài khủng long này to lớn nhưng lại năng động có nghĩa là chúng có thể là loài máu nóng giống như chim. Hiện nay cũng có một số loài rùa lớn, chẳng hạn như rùa biển da, có quá trình trao đổi chất nội nhiệt, nghĩa là chúng là loài máu nóng. Các chuyên gia cũng cho rằng các loài bò sát vẫn có thể là loài máu lạnh và năng động. Một số loài bò sát trên cạn như rồng Komodo có thể đạt tới kích thước khổng lồ và rất năng động mặc dù là loài máu lạnh. Chim là một nhóm động vật có xương sống máu nóng, đặc trưng bởi việc sở hữu lông vũ, cánh và mỏ.
Lông vũ có lẽ là đặc điểm nổi bật nhất của loài chim hiện đại, giúp chúng khác biệt với các nhóm động vật khác. Giống như lông ở động vật có vú, chim là loài động vật duy nhất có cơ thể được bao phủ bởi lông vũ. Lông vũ có nhiều chức năng khác nhau, bao gồm cách nhiệt, trang trí, bay và thậm chí là phát ra âm thanh. Trong khi lông vũ chắc chắn là biểu tượng của loài chim, thì đây cũng là một đặc điểm chung của chúng với một số loài khủng long. Một số hóa thạch khủng long đặc biệt là khủng long theropod được xác định là có lông vũ hoặc các đặc điểm tương tự như lông vũ trên cơ thể. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy mối liên hệ giữa loài chim và một số loài khủng long. Ở các loài chim hiện đại, mỏ là công cụ thiết yếu để kiếm ăn. Trong khi một số loài bò sát như rùa đã tiến hóa thành miệng giống mỏ chim, thì mỏ của các loài chim đã tiến hóa thành nhiều dạng khác nhau. Một số loài chim như diệt có mỏ thăm dò, trong khi những loài khác như vẹt có mỏ thích nghi để nghiền thức ăn. Những sự thích nghi này phản ánh các hốc sinh thái đa dạng mà các loài chim hiện nay chiếm giữ. Cấu trúc giống mỏ cũng đã được phát hiện ở nhiều loài khủng long. Một số loài khủng long chân thú, chẳng hạn như Oviraptor, có mỏ không răng. Điều này cho thấy sự tiến hóa của mỏ có trước loài chim hiện đại. Một đặc điểm độc đáo khác của loài chim khiến chúng khác biệt là máu nóng của chúng. Điều này đề cập đến khả năng duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định. Động vật máu nóng vẫn có thể hoạt động bất chấp nhiệt độ môi trường xung quanh, không giống như động vật máu lạnh trở nên hiền lành hoặc ít hoạt động hơn khi ở nhiệt độ giảm. Sức mạnh trao đổi chất này cho phép các loài chim tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, chẳng hạn như bay lơ lửng giữa không trung và di chuyển những khoảng cách xa trong quá trình di cư. Nhiều nghiên cứu hiện đại cho rằng hầu hết các nhóm khủng long đều là động vật máu nóng giống như chim. Một nghiên cứu cho thấy một số loài khủng long như theropod có khả năng là loài máu nóng, trong khi những loài khác như stegosaur và ceratopsian là loài máu lạnh. Những điểm tương đồng giữa loài chim và một số loài khủng long không phải là không có cơ sở, vì chúng giải thích mối quan hệ tiến hóa của chúng. Các nhà khoa học cho rằng loài chim có nguồn gốc trực tiếp từ khủng long. Dựa trên các nghiên cứu gần đây, chim được coi là một giống riêng biệt trong giống khủng long lớn hơn, phát triển lông vũ và có khả năng bay cách đây khoảng 150 triệu năm. Ngoài những đặc điểm đã nêu ở trên, loài chim còn có những đặc điểm tương đồng khác với tổ tiên của chúng, chẳng hạn như xương rỗng hoặc xương đòn (furcula). Hóa thạch chim sớm nhất được biết đến có từ kỷ Jura. Vào thời điểm này, một số khủng long chân thú bắt đầu chuyển đổi dần dần từ dạng không phải chim sang dạng giống chim. Sự chuyển đổi này bao gồm một loạt các thích nghi về mặt giải phẫu và hành vi, dẫn đến sự xuất hiện của loài khủng long có khả năng bay. Những thay đổi ban đầu này cũng đặt nền tảng cho sự đa dạng phi thường mà chúng ta thấy ở các loài chim hiện đại. Chìa khóa đã trả lời câu hỏi khủng long là loài bò sát hay chim là xem xét hành trình tiến hóa của chúng bắt nguồn từ thời điểm chúng tách ra từ cùng một tổ tiên chung. Hệ thống phân loại sinh vật của Linnaeus, nhóm động vật dựa trên đặc điểm vật lý của chúng, xếp chim và bò sát vào các nhóm riêng biệt, còn khủng long được xếp vào lớp bò sát. Hệ thống phân loại động vật thay thế là hệ thống phát sinh loài. Hệ thống này dựa trên nguồn gốc hoặc mối quan hệ tiến hóa của chúng. Dựa vào đó, các loại chim, khủng long và một số loài bò sát như cá sấu đều thuộc cùng một nhóm gọi là bò sát chúa. Loài bò sát xuất hiện từ tổ tiên là loài lưỡng cư vào kỷ than đá khoảng 320 triệu năm trước. Vài triệu năm sau, một nhánh bò sát độc đáo được gọi là archosaur đã xuất hiện. Trái ngược với lepidosaur, loài đã tạo ra thằn lằn và rắn hiện đại. Trong kỷ Trias khoảng 250 triệu năm trước, một số loài khủng long này bắt đầu phát triển khả năng thích nghi cho phép chúng tiến hóa vào các hốc sinh thái mới, mở đường cho sự xuất hiện của khủng long, thằn lằn bay và cá sấu. Khi dòng dõi khủng long tiếp tục tiến hóa, một số nhóm khủng long có những đặc điểm và khả năng thích nghi riêng biệt bắt đầu xuất hiện. Sự đa dạng này cũng giúp chúng phân biệt với các nhóm khủng long khác nhau. Ví dụ, loài khủng long sauropod có kích thước mà bà Tân cũng phải chịu thua, tức là bố của siêu to khổng lồ đi kèm với một chiếc cổ dài. Khủng long theropod là loài săn mồi nhanh nhẹn với bộ hàm lớn và những khả năng thích nghi khác để hạ gục con mồi. Vào thời đỉnh cao của sự đa dạng này, một số loài khủng long chân thú cũng bắt đầu phát triển các đặc điểm của loài chim. Sự chuyển đổi này bắt đầu cách đây khoảng 150 triệu năm. Nhóm theropod sau này tiến hóa thành chim bắt đầu thu nhỏ kích thước. Khi chúng nhỏ đi, một số bộ phận khác của cơ thể cũng bị biến đổi. Ví dụ, chi trước vốn nhỏ của chúng đã biến đổi thành cánh, xương ở ngón chân thứ nhất và thứ hai của chúng kết hợp lại tạo thành một cấu trúc có thể xoay sang bên trái để tạo lực đẩy khi bay. Tương tự như vậy, những chiếc lông ngắn chi mọc ở một số bộ phận trên cơ thể và có chức năng chính là cách nhiệt đã biến đổi thành những cấu trúc phức tạp hơn có khả năng cung cấp năng lượng cho việc bay. Đây chỉ là một trong số ít điểm được phát triển khi chúng chuyển đổi thành loài chim đầu tiên của kỷ Jura và kỷ phân trắng. Quá trình chuyển đổi từ khủng long thành chim diễn ra trong vài triệu năm. Điều này đã để lại một số bằng chứng trong hồ sơ hóa thạch dưới dạng hóa thạch chuyển tiếp,
Đây là những hóa thạch thể hiện những đặc điểm chung của cả chim và khủng long. Hóa thạch chuyển tiếp nổi tiếng nhất là Archaeopteryx, thường được gọi là loài chim đầu tiên, nên chúng có một số đặc điểm của loài bò sát mặc dù có cánh và lông vũ. Các loài Romeosaur có lông vũ như Microraptor cũng là những ví dụ điển hình về hóa thạch chuyển tiếp. Những loài khủng long này cũng có nhiều đặc điểm cho thấy hành trình của chúng từ bò sát thành chim và nhấn mạnh bản chất dần dần của những quá trình chuyển đổi này trong suốt hàng triệu năm. Vì khủng long được phân loại là bò sát, nên người ta đặt ra câu hỏi liệu chúng là loài máu nóng hay máu lạnh. Ngay từ những ngày đầu tiên nghiên cứu về khủng long, chúng luôn được coi là loài bò sát máu lạnh. Điều này có nghĩa là chúng giống với các loài bò sát hiện đại ở điểm có tỷ lệ trao đổi chất thấp, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nhiệt độ môi trường. Điều này có nghĩa là mức độ hoạt động của khủng long phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện nhiệt độ bên ngoài. Các nhà khoa học ủng hộ giả thuyết này và lấy nghiên cứu về mô hộp xương làm bằng chứng. Những nghiên cứu này cho thấy khủng long có kiểu tăng trưởng tương tự như loài bò sát hiện đại. Các kiểu tăng trưởng này được đặc trưng bởi các đường riêng biệt trong mô xương, tương tự như các phòng sinh trưởng ở cây. Điều này ngụ ý rằng sự tăng trưởng của khủng long chậm lại trong điều kiện bất lợi và chúng tăng trưởng nhanh hơn trong thời kỳ thuận lợi. Nhưng cũng có một số nhà khoa học cho rằng một số loài khủng long có tốc độ trao đổi chất tương tự như các loài chim hiện đại. Do là loài máu nóng nên chúng có thể duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định bất kể nhiệt độ môi trường. Động vật có cơ chế độ nhiệt có xu hướng sinh nhiệt từ bên trong. Điều này giúp chúng có thể thực hiện nhiều hoạt động khác nhau và sống trong nhiều môi trường khác nhau. Những người ủng hộ quan điểm máu nóng nêu bật bằng chứng về hệ thống mạch máu cao và mô phức tạp cho một số hóa thạch khủng long, cho thấy khả năng sinh nhiệt bên trong. Ngoài ra, sự hiện diện của lông vũ ở một số loài khủng long xác nhận mối quan hệ giữa chim và khủng long, đồng thời nhấn mạnh sự tương đồng trong cơ chế điều hòa nhiệt độ của chúng. Nhưng trong những năm gần đây, việc phát hiện ra loài khủng long nội nhiệt đã làm tăng thêm độ phức tạp cho cuộc tranh luận về cách khủng long điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Những loài khủng long này cho thấy bằng chứng rõ ràng rằng chúng có thể duy trì nhiệt độ bên trong và bên ngoài ổn định bằng cách thích nghi khác nhau. Eutyranus là một ví dụ rõ ràng về điều này. Loài khủng long chân thú này sống ở châu Á vào thời kỳ kỷ phấn trắng, nơi có nhiệt độ cực kỳ lạnh vào một số mùa nhất định. Để duy trì nhiệt độ, Eutyranus có lông vũ bao phủ một số bộ phận trên cơ thể. Đây là loài khủng long theropod lớn nhất được biết đến là có bằng chứng trực tiếp về lông vũ. Điều này xác nhận rằng chúng có khả năng cao là động vật hàng diệt, hay như Pseudosauropteryx là một ví dụ đáng chú ý khác về loài khủng long có khả năng nội nhiệt. Không giống như các loài khủng long khác, bằng chứng cho thấy toàn bộ cơ thể của Pseudosauropteryx có thể được bao phủ bởi lông tơ nguyên thủy, có tác dụng cách nhiệt cho loài khủng long này. Pseudosauropteryx cũng là loài khủng long đầu tiên được phát hiện thuộc loài này. Tuy nhiên, nhiều loài tương tự cũng đã dần xuất hiện trong hồ sơ hóa thạch, buộc các nhà khoa học phải đánh giá lại quan điểm của họ về các chiến lược trao đổi chất được sử dụng bởi khủng long. Việc phát hiện ra một số loài khủng long có lông vũ là một điểm gây tranh cãi phổ biến khác khi phân loại khủng long thành chim hoặc bò sát. Như đã nói khá nhiều lần trong video này, vảy là một trong những đặc điểm chính của loài bò sát. Ngược lại, chim là loài động vật duy nhất có cơ thể được bao phủ bởi lông vũ. Cho đến những năm 1990, hầu hết các nhà khoa học đều nghĩ rằng khủng long chỉ có vảy trên cơ thể. Điều này được xác nhận khi phát hiện một số di vật khủng long có các mảng da, cho thấy bằng chứng rõ ràng về vảy. Giống như các loài bò sát khác, vảy khủng long giúp cơ thể của chúng không bị mất nước quá nhiều trong môi trường khắc nghiệt của đại trung sinh. Tuy nhiên, các hóa thạch được phát hiện trong những năm gần đây đã tiết lộ bằng chứng về lông vũ hoặc lông vũ nguyên thủy trên nhiều loài khủng long. Điều này khiến một số nhà cổ sinh vật học đặt câu hỏi về cách phân loại khủng long truyền thống và mối quan hệ của chúng với các loài chim và bò sát. Nhưng trong khi bằng chứng cho thấy một số loài theropod chẳng hạn như Romeosaurus và Tyrannosaur có bộ lông dài, thì điều đó không thực sự ảnh hưởng đến sự phân loại của khủng long. Lông vũ là ngoại lệ trong thế giới khủng long, không phải là quy luật. Theo những nghiên cứu gần đây nhất của các nhà khoa học Canada, hầu hết khủng long đều là bò sát có vảy và chỉ có một số ít có lông vũ. Ngoài ra, ở nhiều loài chim, lông vũ chủ yếu có tác dụng cách nhiệt nhưng không hữu ích cho việc bay như các loài chim hiện đại. Sự tồn tại của lông vũ và vảy không ảnh hưởng đến việc phân loại khủng long là loài bò sát. Thêm vào đó, nó vẽ nên một bức tranh sắc thái về đặc điểm sinh học của chúng. Nó cũng phản ánh khả năng thích nghi đa dạng của các loài khủng long này, giúp chúng có thể tồn tại trong nhiều môi trường sống khác nhau. Mặc dù khủng long là loài bò sát, chúng vẫn có một số đặc điểm riêng biệt giúp phân biệt chúng với các loài bò sát khác. Đầu tiên là về tư thế. Khủng long có tư thế thẳng đứng,
Chúng có thể đi bằng hai chân hoặc đôi khi là bốn chân. Trong cả hai trường hợp, chân tay của chúng đều dài và thẳng đứng, giữ ở vị trí song song so với cơ thể. Đây là sự phát triển mang tính đột phá so với hình dáng bề thế của các loài bò sát ban đầu và nhiều loài hiện đại trong nhóm này. Khủng long có lỗ ở xương chậu đóng vai trò là điểm khớp của xương chi. Sự thay đổi tư thế này giúp khủng long có khả năng di chuyển tốt hơn. Nó cũng giải phóng chi trước của một số loài khủng long để thực hiện các chức năng chuyên biệt, chẳng hạn như bắt mồi hoặc hái thức ăn từ trên cây. Sự khác biệt với tư thế cũng ảnh hưởng đến cách khủng long di chuyển trong hệ sinh thái của chúng. Mặc dù điều này khác nhau giữa các nhóm khủng long, hầu hết các loài khủng long đều nhanh nhẹn và linh hoạt, trong khi một số loài, chẳng hạn như loài khủng long sauropod khổng lồ, lại chậm hơn nhiều. Hầu hết các nhà cổ sinh vật học hiện đại đều đồng ý về hệ thống Linnaeus phân loại khủng long vào nhóm bò sát. Các nhà khoa học trong phạm trù này nhấn mạnh vào các đặc điểm bò sát của khủng long, chẳng hạn như chúng có vảy, có những điểm tương đồng trong mô hình tăng trưởng và nhiều đặc điểm về bộ xương khác nhau giúp chúng có mối liên hệ với các họ hàng bò sát của mình. Tuy nhiên, những khám phá gần đây hơn bắt đầu từ những năm 1990 đã tiết lộ mối quan hệ sâu sắc giữa loài chim và khủng long. Điều này bao gồm việc phát hiện ra khủng long có lông vũ và khủng long có nội nhiệt có khả năng là động vật máu nóng. Tất cả những bằng chứng này đều chỉ ra chúng có chung nguồn gốc với các loài chim hiện đại. Dựa trên những phát hiện này, một số nhà khoa học đang hình dung lại khủng long ít giống bò sát thực sự, mà giống một dòng dõi chuyển tiếp, thu hẹp khoảng cách giữa loài bò sát và chim. Những tiến bộ gần đây trong phương pháp nghiên cứu khoa học tiếp tục làm thay đổi cách chúng ta phân loại khủng long và mối quan hệ của chúng với các động vật khác. Đáng chú ý nhất là những tiến bộ trong hình ảnh, phân tích phân tử và mô hình cơ sinh học, cho phép các nhà khoa học nghiên cứu hóa thạch kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Những kỹ thuật này cho phép chúng ta khám phá những hiểu biết liên quan đến cấu trúc vi mô của xương hoặc mô mềm như vảy và lông vũ. Tiềm năng giải mã các manh mối di truyền từ DNA cổ đại cũng mở đường cho việc hiểu rõ hơn về các mối quan hệ giữa khủng long với các loại bò sát và chim khác. Với nhiều khám phá về hóa thạch và những đột phá công nghệ như thế này, chúng ta có thể bắt đầu xem xét lại quá trình tiến hóa của khủng long và họ hàng gần nhất của chúng qua một góc nhìn mới. Chốt lại vấn đề thì rốt cuộc khủng long là loài bò sát hay chim? Đây là một trong những câu hỏi thú vị nảy sinh khi chúng ta tiếp tục khám phá lịch sử tiến hóa của khủng long và mối quan hệ của chúng với các nhóm động vật khác. Mặc dù khủng long theo truyền thống được phân loại là bò sát, nhưng việc phát hiện ra mối quan hệ tổ tiên của chúng với các loài chim đang khiến các nhà khoa học phải xem xét lại quan điểm này. Khủng long tiến hóa từ cùng tổ tiên với các loài bò sát khác, sau đó dần dần tiến hóa thành loài chim. Điều này có nghĩa về mặt lý thuyết thì chim là loài khủng long. Do đó sẽ chính xác hơn khi mô tả khủng long là một dạng chuyên tiếp giữa bò sát và chim. Chúng không hẳn là chim, nhưng cũng không hẳn là loài bò sát. Quan điểm này tương tự như cách mà động vật lưỡng cư chuyển tiếp giữa cá và bò sát, thể hiện đặc điểm của cả hai nhóm, nhưng là một nhánh động vật riêng biệt với khả năng thích nghi độc đáo của riêng chúng. Vừa rồi là những phân tích về mối liên hệ giữa khủng long và chim mà Unjaxa chúng mình muốn gửi đến tất cả các bạn. Video này chắc chắn sẽ còn những thiếu sót, nên nếu có điều gì cần bổ sung góp ý, các bạn hãy bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại. Bye-bye.